trường Đại học Western Washington được công nhận là một ngôi trường năng động, sáng tạo và nhiều thử thách. Trường xếp thứ nhất trong bảng xếp hạng các trường đại học công lập trong khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương của Mỹ. Được xây dựng vào năm 1893, trường nằm ở thành phố Bellingham, nơi được biết đến bởi sự thân thiện, an toàn và thuận tiện. Bellingham cách Seattle 90 dặm về phía Bắc và thành phố Vancouver của Canada 20 dặm về phía Nam. Bên cạnh đó, học sinh và người dân có thể dễ dàng di chuyển và tham quan đảo San Juan, Olympic Peninsula, núi Mount Baker. Trường đại học được cho là một trong những khuôn viên trường có kiến trúc thanh lịch với nhiều tòa nhà cổ và tượng điêu khắc ngoài trời trong diện tích hơn 87 hectare. 170 chương trình học và 56 các khoa khác nhau phục vụ cho học sinh lấy bằng cử nhân và bằng thạc sĩ. Trường bao gồm 8 cao đẳng nhỏ nằm trong hệ thống. Và trung bình, mỗi lớp học sẽ có từ 20 tới 49 học sinh. Western hoan nghênh học sinh và các học giả từ mọi miền trên thế giới. Bên cạnh đó, Văn phòng Hỗ trợ Du học sinh International Student and Scholar Services ISSS luôn sẵn sàng để giải thích những thắc mắc về vấn đề cư trú, xã hội, văn hóa và những khó khăn khác khi học sinh gặp phải khi sinh sống tại một đất nước mới. Hơn thế nữa, chương trình chuyên tiếng Anh tại Western Intensive English Program IEP cung cấp lớp chuyên học về tiếng Anh nói và viết cho các bạn học tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai. Còn với du học giả, Western tài trợ các thị lực J1, J1 Visa cho chương trình trao đổi học sinh với mục đích học, làm việc và nghiên cứu. Song song với chương trình giáo dục, Western khuyến khích du học sinh tham gia các hoạt động và các câu lạc bộ trong trường như câu lạc bộ người Việt, câu lạc bộ về thể thao và nhiều câu lạc bộ với những sở thích khác nhau. Bất kể bạn đến từ nơi nào, bạn luôn luôn được chào đón tới với ngôi trường của chúng tôi. Để cập nhật thêm chi tiết về chương trình du học, mời quý vị xem và tham khảo trang web ở dưới. Và để có thêm thông tin chung về trường Western, tham khảo ở trang www.edu.